Con đầu tiên nha các bạn, con cá mè. Đây 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 đây, đuôi trắng nha, review cận các bạn nè, đuôi trắng. Cái này là con cá mè dảnh nha, đuôi trắng nha các bạn. Đây con đầu tiên, con nhớ rồi nha. Con số 1, may mắn rồi, may mắn rồi, con nhớ rồi, nãy giờ là tầm 20 phút nha các bạn. Con số 1. Gia đình Happy TV xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Bây giờ bắt đầu một buổi câu tại chỗ này là cầu K18 nha các bạn. View núi Bà Đen xinh đẹp nha. Câu cá sông Tây Ninh tự nhiên. Bây giờ là gần 16 giờ nha. Mình sẽ câu trong vòng 2 tiếng nha các bạn. Để coi thử thách trong 2 tiếng là sẽ câu được bao nhiêu cá nha. Ở dưới bóng mây á, mình nhìn thấy nè. Đó, nước hôm nay cao hơn chút rồi nha. Đây là bờ Nam kênh Tây nha. Chỗ này là cầu K18. Bên trước là núi Bà Đen nha. Bắt đầu nào, let's go. Mình giới thiệu nha. Mồi câu á là cái này, là gồm có cám gà con, rồi cám trứng cho chim nha, với lại cám của Quỳnh Khoa nha, ba loại mình kết hợp lại thành 2 cục nha, ba loại mình câu mồi cám nha các bạn. Và bắt đầu bây giờ mình mới ra cần tay nè, let's go. Đây. Mình xài là 2 cái viên nho nha các bạn. 2 viên nho. Với lại cái phao truyền thống nha các bạn. Đây. Đây. Phao truyền thống nha. Phao truyền thống Việt Nam nha.
Con đầu tiên nha các bạn, con cá mè. Đây, đuôi trắng nha, review cận các bạn nè. Đuôi trắng, cái này là con cá mè dảnh nha, đuôi trắng nha các bạn. Đây con đầu tiên, yeah, con nhớt rồi nha. Con số 1, may mắn rồi, có nhớt rồi, nãy giờ là tầm 20 phút nha các bạn. Về con số 1. Rồi mình đổi góc mới coi như thế nào nha. Rồi đổi góc quay nha. Được một con rồi, đi tìm con số 2 nha các bạn. Yeah, đi tìm con số 2. Con thứ hai nha. Đây con thứ hai, quay cận cho các bạn cùng xem nha. Con số 2. Đây cái gì đây? Đây con số 2. Cái đuôi màu trắng. Không phải màu vàng. Cái này hình như là cá mè nha các bạn, nếu có đuôi màu vàng là cá diếc. Ô, con số 2. Ôi, nó rỉa quá à trời nãy giờ. Đây, quay cận cho các bạn cùng xem nha. Yeah, con số 2 nha các bạn. Đây, con số 2. Rồi, con số 2 nha. Yeah. Con số 2.
Ngày hôm nay thất thu rồi, chỉ được có 2 con à. Thôi bây giờ Thu cần về nha, tại bây giờ 6 giờ rồi. Đến giờ về. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại các anh em ở video tiếp theo, mình sẽ câu nhiều hơn và khoe cá lớn nhiều hơn nha. Hôm nay được có 2 con à, thất thu rồi. Các vị nhớ bấm like, các anh em nhớ bấm like ủng hộ tinh thần gia đình Happy TV nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào. Rồi. Vừa mới chào xong. Cái có một con nó lôi cái cần. Như vậy là có con thứ ba nha các bạn. Mình mới bấm nút tắt nên cái đoạn mà kéo lên mình không có quay hình được. Nhưng mà nó lôi cái cần xuống sông luôn. Mình mới kéo lên thì đây con thứ ba nha các bạn. Wow, cũng được con thứ ba này, quay cận cho các bạn cùng xem nha. Con này là con cá mè nha các bạn ơi. Đuôi trắng cá mè nha. Đây, quay cận cho các bạn cùng xem đây cá mè. Đây cá mè nha. Wow, cá mè. Đây con cá mè, con thứ ba. Yeah, con nhớ con thứ ba nha. Rồi. Các anh em thấy hay, quý cô chú anh chị và các bạn thấy hay nhớ bấm like ủng hộ gia đình Happy nha. Con thứ ba. Rồi bây giờ là chào thật sự nha. Bye bye, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo nha. Xin chào, bây giờ cất cái này vô và về thôi. Yeah. Con số 3.